Anh ơi. Dạ, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu ạ. Dạ, thưa anh, đây là mẫu mới nhất bên em đấy ạ. Anh ơi. Tại vì cái mẫu này ý, nó trên thế giới chỉ có vài cái thôi, cho nên là anh thông cảm giúp em là không chạm vào được ạ. Oh my god. Có cái mẫu nào ở đây tôi cũng thấy cô bảo là hoàng tuyển, mà tôi nhìn là có cái mẫu nào nó đặc biệt hơn mẫu nào đâu. Chả hiểu gì với cô nhá. Tôi ấy là mới ở bên Dubai về. Tôi chả thiếu cái gì tiền cả. Tất cả các mẫu mã vàng ở trên thế giới tôi đều xem qua hết rồi. Chẳng qua là đi đến cái sân bay ấy, hành lý nó quá cân, không mang được về thôi. Thế nên là tôi mới phải đi qua đây để tôi mua về vàng về tặng người thân đấy. Thôi, thế thì để lần sau tôi qua tôi xem nhá. Nhớ ấy, là về nhập thêm nhiều mẫu mã đa dạng vào, không là người ta không có cái để mà chọn đâu. Nhưng mà bye bye. Ok, anh ơi. Cái thằng cha này bực thế không biết. Bao nhiêu công của mình. Đúng là mình thông minh thật đấy. Chỗ này cũng được mấy chỉ chứ có ít đâu. Anh vào đây ạ. Anh ngồi xuống đây nhá, không việc gì phải ngại đâu, để em gọi mẹ ra. Êm ái thật đấy. Cảm giác đúng thật là tuyệt vời. Nhất định mình phải cua đổ thành công cái con mồi này mới được. Cái nước đi mua vàng để tặng của mình ấy đúng là 10 điểm ạ. Dạ cháu chào bác ạ. Mẹ, giới thiệu với cả mẹ, đây là bạn trai của con ạ. Chào cháu. Cháu ngồi đi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa bác, hôm nay lần đầu tiên cháu đến để ra mắt bác thì cháu có một chút quà ra mắt bác ạ. Dạ cháu mua hơi vội nên là bác xem thử xem là có ưng ý không ạ. Sao cháu khách sáo thế, mới ra mắt thôi mà đã tặng quà to như thế này. Bác ơi, cháu có bao giờ cháu tiếc gì em thương nhà mình đâu ạ. Rồi ơi, quá đẹp phải không bác? Ê, cháu ấy là cháu phải đi mấy cái cửa hàng mới mua được cái nhẫn này đấy ạ. Thường, con xem lại người yêu con đi. Loại dối trá này á, không thể nào chấp nhận được đâu. Bác, sao bác lại nói cháu như thế ạ? Cháu có làm gì đâu ạ? Cái mẹ, sao mẹ nói anh sang như thế? Sao mẹ nặng lời với anh như thế ạ? Mẹ không bao giờ nói sai cho ai cả. Con cũng biết nhà mình có tiệm vàng mà. Vậy mà cậu ta dám mang vàng giả đến tặng mẹ, định qua mặt à? Úi dồi ôi, bác nói thế nào chứ. Cháu nói thật với bác nhá, cái nhẫn này ấy, cháu phải đi mua ở cái tiệm vàng lớn nhất ở đây mới có đấy ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Hay là mẹ xem lại đi, có khi nào ấy mẹ nhầm không? Chứ anh sao không phải là người như thế đâu. Đúng rồi ạ. Đúng là con gái dại trai. Con cũng biết, cả đời mẹ bán vàng cho nên là mẹ nhìn vàng thật vàng giả mẹ biết ngay. Cậu Sang ạ, nếu như cậu không có kinh tế thì cậu cứ ngoan ngoãn thật thà thì tôi còn chấp nhận được. Đằng này cậu lừa dối như thế này thì không thể được đâu. Cháu nói có thể là bác không tin, thế nhưng mà chiếc nhẫn này đây, cả chiếc vòng này nữa, cháu đều mua ở tiệm vàng lớn nhất ở đây đấy ạ. Làm sao mà là vàng giả được, nhìn nó thế này cơ mà. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Có khi nào mắt mẹ mờ xong mẹ lụt nghề không? Thương ơi là thương, mẹ còn đẻ ra mày đấy. Mẹ bán vàng cả đời để nuôi mày lớn khôn, vậy mà bây giờ mày bảo mẹ là lụt nghề hả? Người yêu con không phải là người tử tế đâu. Con không cẩn thận mới bị người ta lừa đấy. Mẹ, mẹ đừng mà nói anh Giang như thế. Anh Giang rất tốt với con đấy. Trời ơi là trời, con có chắc không? Hay là người ta tốt với con
chỉ vì thấy nhà con giàu, thấy con sống trong căn biệt thự vài chục tỷ và sở hữu tiệm vàng lớn nhất thành phố. Con ơi, con đừng có tin người như thế. Con... Cậu Sang, cậu về đi. Đừng bao giờ liên lạc với con gái tôi nữa. Bác ơi, bác ơi, Thường ơi. Này cô kia, cô đây rồi. Dạ. Ai cho phép cô bán vàng giả cho tôi hả? Tiệm nhà cô ấy chuyên bán vàng giả, phá hỏng hết cả hôn sự của tôi rồi. Cô đến đi. Ơ kìa, anh nói thế nào ấy chứ ạ? Hàng nhà em là hàng chính hãng, nguyên anh nguyên kiện, đều làm sao được ạ? Cô lại còn chối à hả? Đây, tôi không biết đâu, cô hoàn lại tiền cho tôi đi. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đã, anh để em kiểm tra đã nhá. Cái nhẫn này rõ ràng sáng nay vẫn còn ở đây, sao giờ lại bán rồi nhở? Anh ơi, cái nhẫn này anh mua khi nào thế ạ? Mới sáng nay chứ đâu. Sáng nay ấy ạ? Sáng nay em có bán cái nhẫn nào đâu ạ? Hay là anh nhầm cửa hàng ạ? Nhầm là nhầm thế nào được. Đây này, tôi còn mua cùng với cả chiếc dây chuyền này buổi sáng ngày hôm nay này. Tôi còn nhớ y nguyên nhá, cái mặt cô sáng nay tư vấn cho tôi. Cô còn bảo, ê, cái nhẫn này là hàng limited, trên thế giới ấy, chỉ có một cái thôi. Ấy, tôi nhớ, có nhầm đâu, quên làm sao được. Dạ, anh... À, tôi nhận ra anh rồi nhá. Sáng nay ấy, anh đến đây, anh có dâu cơ mà, sao bây giờ lại không có? Mà rõ ràng sáng nay anh có mua cái gì đâu. Anh vào đây anh chê hết đồ của tôi còn gì. Thế thì cô nhầm rồi. Hình như là tôi mua vàng ở chỗ cô ngày hôm qua cơ. Đúng rồi, ngày hôm qua cơ. Thế thì bây giờ tôi đã không nhầm được nữa nhá. Rõ ràng là sáng nay anh vào đây anh không mua cái gì cả, nhưng mà bây giờ anh lại bảo là anh có mua đồ. Chắc chắn là anh vào đây anh ăn trộm đúng không? Trời ơi, mọi người ơi, có trộm, có trộm, có trộm. Ê, bác ơi, cháu bị oan ạ. Bác đừng có manh động, cháu chưa tự thú ạ. Sao cái áo này quen thế nhở? Anh Sang, là anh ạ? Là Thương à? Ui, sao anh lại đi cướp tiệm vàng nhà em như thế này? Anh đừng nói là do mẹ em vu oan cho anh mua vàng giả nên anh bực mình quá, anh đi cướp tiệm vàng đấy nhá. Anh đừng làm như thế. Anh đừng vì một người con gái như em mà phải rơi vào vòng lao lý. Không phải nhưng mà em nói cái gì cơ? Đây là tiệm vàng nhà em á. Đó, đây là tiệm vàng nhà em à? Sáng nay anh mua vàng ở đây mà. Thế mà mẹ em lại bảo là vàng giả. Thế là nhà em bán vàng giả à? Vớ vẩn, cậu nói cái gì? Sao nhà tôi có thể bán vàng giả được? Này, chính bác bảo với cháu cái nhẫn đấy là nhẫn giả, nhưng mà trong khi đấy cháu mua nhẫn ở tiệm nhà bác, thế không phải là nhà bác bán vàng giả thì nó tự nhiên nó biến thành giả? Này, mua cái gì mà mua. Bác ơi, sáng nay nhá, anh ta đến đây hỏi mua vàng, nhưng mà anh ta đeo cái râu dài như thế này này đấy, chắc chắn là anh ta ăn trộm vàng xong rồi giấu sau cái râu đấy ạ. Cậu Sang, nếu như cậu mua vàng ở tiệm nhà tôi thì cậu có hóa đơn không? Hàng như tôi bán ra đều có hóa đơn để bảo đảm. Vậy cậu mang hóa đơn của cậu ta đây. Cái này tôi... Đấy, 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 thấy chưa? Không có đúng không? Đừng có mà đổi điêu. Ngọc, đưa số vàng của cậu ta mua sáng nay ra đây cho bác kiểm tra. Dạ. Đây ạ. Nhưng mà nếu như cậu ta không mua vàng ở tiệm nhà mình thì không tự nhiên cậu ta quay lại để bắt đền. Mà sao mẫu vòng này lạ thế nhỉ? Đây không phải là mẫu của nhà mình có. Vậy tại sao cháu bảo cậu ta ăn trộm? Vấn đề là ở cháu đấy. Mà sao áo của cháu có cái gì màu vàng thế này? Dạ, cái này là phấn mắt bác ạ. Phấn mắt được. Cháu trang điểm ấy ạ. Thương, con mở camera sáng nay ra cho mẹ kiểm tra thì sẽ rõ. Ôi, vâng ạ.
Cần gì phải kiểm tra camera ạ? À? Đây ạ. Vậy thì rõ ràng rồi. Một người thì ăn trộm, còn một người thì cháo vàng giả vào tiệm vàng của chúng tôi. Các người to gan thật đấy. Để con kiểm tra. Mẹ ơi, hung khí đây ạ. À. Sao lại hung khí? Nó có giết ai đâu mà hung khí hả con? À, con nhầm ấy. Ôi mẹ ơi, nhìn này. Trời ơi, cái lớp sơn nó dính cả ra tay của con. Không ngờ cô là người thủ đoạn như thế đấy. Uổng công, mẹ tôi luôn tin tưởng cô. Cô Ngọc, cô làm với tôi bao nhiêu năm nay, tôi có bạc đãi gì cô đâu mà cô lại làm như thế với nhà tôi hả? Cái gì mà không bạc đãi? Không bạc đãi là như thế nào? Nhà bà bán vàng giàu như thế, thế mà có bao giờ bà cho tôi được một tí vàng nào không? Lương tháng thì bèo bọt có mấy chục triệu. Mà gớm nữa, tôi nói cho bà biết nhá, những cái chiêu trò mánh khóe này ấy, những cái cửa hàng vàng trước tôi làm á, người ta làm đầy ra. Bây giờ phải làm như thế, phải đôn lãi lên thì mới nhanh giàu được chứ. Tôi bán vàng bao nhiêu năm nay, lấy chữ tín làm đầu, không bao giờ làm những cái trò như thế cả. Tôi tưởng cô hiền lành ngoan ngoãn mới để cô làm việc ở đây. Tôi tin tưởng cô nên không kiểm tra. Đúng là sai lầm của tôi. Không biết cô đã bán vàng giả cho bao nhiêu người rồi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đúng rồi mẹ ạ, không thể nào mà bỏ qua được. Cô ta thành thục như thế, chắc chắn đã ăn của nhà mình đến chục cây vàng rồi. Đủ đi tù rồi đấy mẹ ạ. Chị ơi em xin chị. Bác ơi, cháu xin bác. Bác tha cho cháu đi ạ, cháu biết lỗi rồi. Cháu còn mẹ già con thở ở nhà. Bây giờ mà cháu đi tù thì người thân cháu không biết phải làm thế nào. Bác ơi, cháu xin bác đi ạ. Xem ra cô vẫn chưa ăn năn hối cải. Cô làm gì có mẹ già con thơ. Tôi sẽ cho điều tra tất cả về gia đình nhà cô rồi. Biết điều, cô mang trả lại tất cả những số vàng mà cô đã lấy. Còn nếu không, tôi sẽ mời công an vào cuộc. Ô này, đứng đây, đứng đây. Hai mẹ con cứ đứng yên ở đây. Để anh đi bắt cô ta cho. Không cần đâu, đã có bảo vệ rồi. Tôi chỉ có lời cuối cùng nói với cậu. Cậu hãy buông tha cho con gái tôi đi. Tôi không đồng ý cho cậu yêu nó đâu. Kiệt bác, mọi hiểu nhầm đã được hóa giải rồi còn gì ạ? Sao bác vẫn còn ghét cháu thế? Tôi không có hiểu lầm cậu. Mặc dù cậu không có chủ định đến đây để mua vàng giả, nhưng mà cậu có ý đồ đến đây ăn trộm vàng bạc của cửa hàng chúng tôi. Tôi đã có tất cả những bằng chứng ở trong này rồi. Một là cậu buông tha cho con gái tôi, còn nếu không, tôi sẽ mời công an vào cuộc. Còn cậu cứ tiếp tục theo đuổi nó, cậu đừng có trách tôi. Kìa bác, bác nói thế là như thế nào đấy ạ? À? Cháu ấy là cháu yêu em thương nhà mình thật lòng. Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu chỉ đào mỏ con gái tôi thôi. Con gái tôi nó ngốc nghếch, nó không nhìn ra. Nhưng còn tôi ấy, chỉ liếc mắt qua là tôi biết liền. Biết điều thì cậu cầm lấy rồi biến đi. Còn không thì cậu không nhận được một thứ gì nữa đâu. Con gái của bác ấy thì cái giá này là hơi ít đấy. Bác dặn con gái bác ấy là từ giờ đừng có đến tìm tôi nữa nhá. Bye cậu. Ý á, dại cái mà. Mẹ này. Này, thỉnh thoảng nhấc mông lên đi ăn được cái món kia xa một tí. Suốt ngày ăn ở gần cơ quan ấy, ăn hết là người rồi. Công nhận đấy. Này, hôm nay tôi cho ông chọn món. Ông muốn chở tôi đi đâu thưởng thức thì chở. Côn như ông á, tôi tới đây. Dừng lại đã. Hả? Ông dừng lại làm gì? Tôi chọn bó hoa. Đùa. Này, không cần phải tặng hoa cho tôi đâu. Nếu như muốn thể hiện tình cảm ấy, tí nữa mời tôi bữa trưa là được. Này, ông bay hơi cao hơi xa rồi đấy. Xuống đi cho tôi nhờ. Chứ không phải tặng hoa cho tôi à? Tặng ai? À, tặng mẹ tôi. Tặng mẹ á? Kiểu này là chưa mua hoa tặng mẹ bao giờ đúng không? Thế thì chưa trưởng thành rồi. Thôi, đùa đấy. Tôi vào chọn hoa đã nhá. Đợi tôi tí. Ừ. Alo, mẹ à? Con chào mẹ ạ. Ăn cơm chưa con? Con đang chuẩn bị đi ăn đấy ạ. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ ăn rồi. Thế mai có về không? Về nhà, mẹ hầm cho con gà một bồi bổ.
Để nhìn mặt con hơi gầy đi đấy. Dạ. Mẹ ơi, đợt này con bận lắm, chắc là con không về thăm mẹ được mẹ ạ. Dạ vâng. Thôi mẹ ơi. Con bận việc đây ạ, con thăm mẹ nhá, chào mẹ. Tôi chọn được rồi đây. Xến xẩm, lại còn mua hoa tặng mẹ nữa. Này, mai mùng 8 tháng 3 đấy, đừng nói ông quên đấy nhá. Thì mai có về không? Về nhà, mẹ hầm cho con gà mà bồi bổ. Mẹ nhìn mặt con hơi gầy đi đấy. À, tôi nhờ ông tí việc. Lát ăn cơm xong, ông đèo tôi qua chỗ mẹ tôi nhá. Ok, đi thôi. Dừng lại, dừng lại. Đến nơi rồi. Sao lại dừng lại? Tôi tưởng là ông bảo tôi chở ông đến chỗ mẹ cơ mà. Sao lại... Mẹ tôi ở đây. Cái gì cơ? Tôi xin lỗi nhá. Tôi mới vào công ty cho nên là... không sao đâu. Mẹ tôi mất cũng được 3 năm rồi. Giá mà thời gian quay trở lại để tôi được ở bên mẹ nhiều hơn. Khi còn sống, bà chẳng nhận được bó hoa nào nhân ngày mùng 8 tháng 3 từ con trai cả. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, nhưng mà chẳng bao giờ nói ra. Đấy cũng là những điều mà tôi cảm thấy ân hận nhất. Ông đừng để bản thân phải hận như tôi. Lời thật lòng đấy. Ông hãy trân trọng những khoảnh khắc khi còn được bên mẹ. À, mà thôi, ông về công ty trước đi. Tôi vào tâm sự với mẹ tôi một lát, rồi lát tôi tự về. Ông vào đi. Đi nhá. Alo, em chào sếp ạ. Dạ thưa sếp, sếp cho em nghỉ ngày mai với cả chiều nay ạ. Dạ vâng, em cảm ơn sếp ạ, em chào sếp. Xin chào, tôi là Mascot. Chào Mascot, Mascot dễ thương quá. Mời anh vào trong mua sữa. Xin giới thiệu với anh, Pabst Organic sản xuất sữa từ những con bò ăn cỏ sạch, cho ra đời dòng sữa với hương vị thuần khiết và chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn mỗi khi sử dụng đấy. Cảm ơn Mascot. Khi nào mà tôi có con, nhất định là tôi sẽ mua sữa Pabst cho con sử dụng. Vì tôi thấy bạn bè tôi khen rất nhiều về dòng sữa này. Vừa mát, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, lại còn giúp trẻ tăng cân nữa. Cảm ơn anh. Nhưng mà hình như anh đang có tâm sự. Không biết nên gọi là tâm sự hay không nhỉ? Phải gọi là băn khoăn thì đúng hơn ý. Tại Mascot treo những tấm ảnh này làm tôi nhớ tới mẹ tôi. Ai cũng sẽ có hành trình như thế này, từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến khi được mẹ sinh ra, những bước đi đầu đời, rồi lần đầu tiên cắp sách tới trường nữa. Mỗi bước đi đều có hình dáng của mẹ, sự lo lắng của mẹ, đôi khi còn có cả giọt nước mắt của mẹ nữa.
đến khi trưởng thành rồi mà nhìn lại mẹ đã không còn thanh xuân nữa. Bất chợt hôm nay tôi nghĩ đến, không biết mẹ còn sống bên mình được bao năm nữa. Sắp mùng 8 tháng 3 rồi, nhớ mẹ thế nào thì nói thôi. Lời yêu thương không nên giữ trong lòng đâu, phải nói ra ấy, thì mẹ mới hiểu được chứ. Mà tôi đang rất băn khoăn, không biết nên tặng mẹ món quà gì bây giờ. Đối với mẹ, chỉ cần là quà của con, chỉ cần biết rằng con luôn nhớ đến mình thì chắc chắn mẹ sẽ luôn vui. Quà gì cũng được, miễn là tấm lòng của anh. Tôi vẫn biết là như thế, nhưng không biết nên tặng món quà gì thật ý nghĩa. À, hay là anh học mascot đi. Học mascot á? Ừ, là một cuốn album lưu giữ hành trình con xa mẹ, để cả mình và mẹ khi nhìn thấy mỗi tấm ảnh trong đó sẽ là một hành trình kỷ niệm không bao giờ quên. Chỉ cần một cuốn album và một bó hoa là được rồi. Cuốn album hành trình của con. Đúng rồi, cảm ơn mascot. Mascot thật là đáng yêu. Chúc mascot ngày 8 tháng 3 vui vẻ và yêu thương. Anh cũng như thế nhá. Tạm biệt mascot. Mẹ đã về ạ. Mẹ, để con xách đồ cho mẹ ạ. Xử bố hành chứ, sao bảo hôm nay không được về. Con xin lỗi, con muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ mà. Mẹ ơi. Mẹ ơi, chúc mừng mẹ. Nhân ngày 8 tháng 3 con chẳng mong gì cả, chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, để mãi mãi ở bên cạnh con ạ. Con tặng mẹ. Mẹ xin. Mẹ ơi, mẹ nhắm mắt lại đi ạ. Mẹ còn gì nữa không? Con muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ mà. Mẹ nhắm mắt lại đi. Nào. Mẹ không muốn tí hí đấy nhá. Đây, mẹ ngồi xuống đây. Mẹ ngồi đi ạ. Lần đầu tiên được đi du lịch, hôm ấy suýt đã bị lạc. Mẹ cứ tưởng con mà lạc thì mẹ chết không sống nổi. Còn đây, đây là cu Long mới vào lớp 1. Lúc ấy nhất định không chịu đi học, một mực ôm chặt lấy mẹ, không chịu vào trong trường. Mẹ thấy con đẹp trai không? Đẹp, nhưng mà hơi bướng. Mẹ này, con trai của mẹ lúc nào mà chẳng ngoan. Thấm thoát, thế mà đã hơn 20 năm. Con trai của mẹ bây giờ đã lớn bằng ngần này, đã biết nghĩ cho mẹ, biết tổ chức mùng 8 tháng 3 cho mẹ, tặng hoa, tặng cả quà cho mẹ nữa. Mẹ chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Mẹ ơi, con yêu mẹ ạ.
mẹ lại nhớ bố đấy à? Bố mất rồi, mẹ để bố đi cho thanh thản. Suốt ngày khóc với trả lóc như thế này, bố đi làm sao được? Ừ. À, mẹ này, con đang cần một khoản tiền đầu tư. Mẹ cho con mượn sổ đỏ của nhà nhé. Sổ đỏ của nhà? Vâng. Nhưng mà còn cái Linh, nó tuy không phải là con của mẹ đẻ ra, nhưng mà trước khi bố mất, bố con có di chúc lại là cái nhà này để lại cho ba mẹ con. Bây giờ hai mẹ con mình làm sao mà quyết được? Linh, tối nay anh có thể sang nhà anh hướng dẫn anh nấu món sườn xào chua ngọt có được không? Anh thì rất là thích ăn món đấy, nhưng mà anh lại không biết nấu. Em ngại lắm ạ. Linh này, thực ra anh... Bác sĩ Trung sang chơi đấy à? Dạ vâng ạ, chào cô. Giờ này mà cái Linh vẫn còn ngồi đây à? Thế việc nhà đã xong chưa con? Dạ, để con làm ngay ạ. Anh ngồi đây nói chuyện với mẹ nhé. Em đi làm đi. Cái con này nó đoảng lắm cháu ạ. Vừa bẩn lại vừa lười, cứ phải giục mới làm. Mà khổ quá cơ. Cái con này nó lại vừa xấu người lại phải xấu nết nữa chứ. Bác cứ nói thế, cháu thấy Linh là một con gái rất là tốt. Bác đừng có mà trách cô ấy. Chắc là do cháu ở đây quấy giày nên Linh vẫn chưa làm được việc nhà đấy ạ. Với lại thời nay cháu cũng đang nhờ Linh sang nhà cháu hướng dẫn cho cháu nấu món sườn xào chua ngọt ạ. Ôi dào ơi, bác sĩ Trung này cứ khéo nói, tưởng cái gì chứ. Trinh ơi, Trinh. Dạ. Ra đây mẹ bảo. Có chuyện gì thế mẹ? Con này, hôm nay con sang bên nhà bác sĩ Trung hướng dẫn bác sĩ làm cái món sườn xào chua ngọt đi. Dạ. Dạ mẹ nghe. Dạ mới dơm cái gì. Bác sĩ Trung ạ. Dạ. Cái gì chứ, cái việc nấu nướng ý, con Trinh nhà này nó đảm lắm. Anh thích ăn món đấy ạ? Vậy thì để hôm nào em qua nhà anh, em nấu cho anh ăn thử, xem tay nghề của em như thế nào nhé. Nhìn hai đứa đẹp đôi ghê cơ. Giá như con Trinh nhà này mà nó yêu được một người như bác sĩ Trung thì đúng là cô có phúc quá. Dạ, cô đừng nói thế ạ, cháu ngại đấy. Ngại cái gì, các cụ đã có câu cưới vợ thì phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày là có kẻ gièm pha đấy cháu ạ. Mẹ này, chưa gì mẹ đã ăn. À, thế thì hôm nay Trung ở đây ăn cơm với cô luôn nhá. Dạ thôi để khi khác cô ạ. Bây giờ cháu phải lên viện luôn, để hôm khác cháu qua chơi với cả cô, với cả hai em nhé. Được rồi, hôm nào rảnh thì cứ sang đây chơi với mẹ con cô. Dạ vâng, bây giờ cháu phải luôn đây ạ. Anh đi nhé. Anh đi cẩn thận nhá. Hôm nào lại qua chơi nhá. Mày giặt quần áo mày đã giặt xong chưa? Dạ, con lau nhà xong, rồi con sẽ giặt quần áo á. Ngủ cho đẫy mắt vào, rồi bây giờ cũng quyết hết cả lên lau lau mới dọn dọn. Buổi trưa, con chưa ngủ tí nào ạ. Im mồm, tao chưa nói xong thì mày đã cãi xong rồi. Láo biết. Có gì ăn chưa? Cơm chị nấu xong rồi, chị để trong bếp ý. Em đói vào ăn trước đi. Ôi trời ơi, mẹ nhìn cái nồi này ai đặt được. Ôi dồi ôi, cái con ngu này. Mày chỉ được cái phá hoại là giỏi thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đang lau nhà nên là con không để ý á. Mày nấu như thế này thì cho ai ăn hả? Mày thử mang cái chỗ đấy lên cúng mẹ mày xem mẹ mày có ăn được không mà mày nấu như thế này cho mẹ con tao ăn. Hả? Trinh, em không được láo. Em nói chị như thế nào cũng được, nhưng mà tuyệt đối em không được láo với vong linh của mẹ chị.
Mày lớn tiếng với ai đấy hả? Lỗi này có phải tại con tao đâu. Từ nay trở đi, tao cấm mày không được lớn tiếng ở trong cái nhà này. Nhớ chưa? Tôi mà như chị, thì tôi quấn xéo cút khỏi cái nhà này từ lâu rồi. Bây giờ bố đã mất rồi, ở cái nhà này còn ai làm máu mủ ruột già với chị nữa đâu. À, hay là chị chờ để ở đây chia phần cái ngôi nhà này. Được, thế thì cứ từ từ mà tận hưởng nhá. Còn ăn hết cái đồ thịt kho cháy khách kia đi. Buồn hạ. Đừng có mà trách đấy. Mẹ ơi, không phải con đâu. Mẹ,
Mày cút đi. Cái nhà này không chứa cái loại ăn cắp ăn trộm. Mày biến đi ra khỏi nhà tao. Đừng để tao nhìn thấy cái mặt của mày nữa. Ôi dồi ôi. Mẹ sao đấy? Mẹ ơi. Ôi, đâu mẹ? Mẹ ơi, chị Quốc ra. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ, mau đưa mẹ đi bệnh viện đi. Chị mẹ ơi, cấp cứu đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cô định giết tôi sao mà cô cho tôi uống nước nóng như thế này? Để con tội cho mẹ nhá. Ôi trời ạ. Cô thừa biết tôi vừa phẫu thuật thay một quả thận. Cô thấy tôi yếu nên là cô định hành hạ tôi có phải không? Con không có ý đó đâu ạ. Cô đúng là cái loại vô ơn. Mẹ cô mất từ hồi cô còn nhỏ. Bố cô lấy tôi về. Tôi không có công đẻ ra cô, nhưng mà tôi cũng chăm sóc nuôi nấng cô hơn 20 năm. Vậy mà tôi ốm đau nằm viện, cô không hỏi thăm lên một câu. Cô không lỡ vào viện chăm sóc tôi lên một ngày. Cô đúng là cái loại ông chồng, ông ấy có mắt gà đấy. Mẹ ơi, do con có việc bận, con không đến được. Bây giờ mẹ về rồi, để con chăm sóc mẹ nhá. Im đi. Mẹ mau cuốn xéo ra khỏi cái nhà này đi. Mẹ. Trời ơi, con đi chậm cái. Con ra cái thể tống tí nữa không cơ chứ. Mẹ về rồi đấy à? Trời ơi, sao cô đi đâu mà nồng nặc mùi rượu thế này? Cùng ra, cô là cái thái hành động của tôi. Mẹ cho con 50 triệu đi, con đang cần tiền. Trời ơi ạ, mẹ mày ốm đau, mày chẳng hỏi thăm mẹ mày sống chết thế nào. Cứ mở mồm ra là xin tiền. Thì con cho không? Cô, mẹ vừa mổ xong, cô không ăn ủi được một câu. Giờ cô còn to tiếng với mẹ à? Im mồm. Chơi đến lượt lên tiếng ở đây. Cô say rồi đấy. Để chị đưa cô vào nghỉ ngơi. Bốn ra. Chào bà cô ạ. Cô thấy Trung người sao rồi ạ? Thị Trung đấy à? Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhá. Tôi đỡ nhiều rồi bác sĩ ạ. Thôi, cho bác ít hoa quả sao biếu cô. May quá. May mà có bác sĩ là hàng xóm, nên tôi vào viện cũng được mọi người quan tâm giúp đỡ. Bây giờ tôi đã ra viện về nhà rồi, lại có bác sĩ ở gần đây, tôi yên tâm quá. Thì cháu cũng làm đúng bổn phận của một người bác sĩ thôi à. Với lại số thuốc mà cháu đã ghi, bác nhớ uống cho kỹ bác nhé. Bác sĩ Trung này, tôi thì tôi vẫn cứ áy náy. Tôi muốn nhờ bác sĩ một việc. Bác có thể nói thật. Dạ vâng, bác cứ nói đi ạ. Nếu mà việc gì mà cháu giúp được, nhất định cháu sẽ giúp. Tôi biết, tôi sống được đến ngày hôm nay là có một người đã cho tôi một quả thận. Mà bác sĩ Trung là người phẫu thuật thay thận cho tôi. Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết người đó là ai không ạ? Dạ, chuyện này thì... Kìa. Thực ra thì cô ấy không muốn tiết lộ để cho cô biết. Nhưng mà cháu nghĩ cô nên biết sự thật à? Cháu cứ nói đi. Người hiến thận cho cô là Linh ạ. Cái gì? Linh?
Dạ vâng, Linh là người đã hiến thận cho cô. Ngày mà cô nằm viện cũng chính là những ngày mà Linh nằm viện. Sức khỏe của Linh rất là yếu, nhưng mà cháu thấy Linh vẫn còn quan tâm và lo lắng cho cô lắm đấy ạ. Dạ thôi, chắc bây giờ cháu cũng phải về đây. Cháu xin phép. À, cô ơi, cô nhớ nhắc nhở Linh giúp cháu là Linh cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ cô ạ. Bởi vì Linh vừa mổ xong, sức khỏe còn rất là yếu, cần phải có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Dạ thôi, cháu về đây ạ. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Đừng làm mẹ sợ, Linh ơi. Linh ơi.